Chị cao mỹ nhỉ. Ok. Bác đó, bác còn hơn gì? Chút nghe thế kìa. Đổ vô lỗ gì? Nó giống như xây nãy vô cái lỗ khó nở. Không biết, không biết từ lát cọc nó rung liền đó. Vô cái tài băng đây, vô cái gạt. Đây là lỗ tim. Là lỗ. Ok. Cái gì? Trước nó mày đá vô
trước vậy đó. Ai có mày nữa chứ. Thôi quá. Đó rồi. Đứng với bắt. Kè kè. Ta phải cuốn tao chứ không đủ. Kẹt kẹt. Thấy gì? Cái đó quá. Ai có bị chứ? À, ông lưu lại nhớ, nhớ lưu lại cái bản giá này châu. Cái bản kia nhớ lưu coi chừng rồi mất á. Bạn thắng thua á. Thua ở đâu khó này thì mình chơi đồ đấy chắc có đời rồi. Ok đúng rồi, mai mình đếm số tặng là bao nhiêu tặng mà nó thiếu chứ, có đếm đâu thì đưa hết giao cho hết trò trâu rồi giờ người đâu thấy không lên được mà bảy ba đủ im quá phải cạnh rồi gà xin xuống một cạnh gì đó đếm nữa đó đó để đó mình thử luôn cho được. Đây cái lại nó về trăm trăm luôn á, ghê vậy, mất thuốc vậy. Bắt được nó đủ, mấy bắt được viên trâu nó chặt rồi, chụp mẹ. Nào, cậu bắt được mà làm gì? Bây giờ bắt được thôi. Để xung chứ, năm kỳ nó bắt được, xúc được. Được. Ủa, hay lắm mẹ, hay lắm mẹ ơi. Má, ai nghĩ nó bắt đâu. Xe giờ bắt được rồi. Bắt được rồi. Năm sáu đủ đi cứu xe giờ đó. Có đâu trên. Xe thì sướng quá. Đây mà đánh. Tôi bỏ rất là đúng. Thank you.
cũng xì. Dạ là xì nó bị đuối vậy đó. Xong ra chẳng bị thay thế. Cái đồ của chị luôn. À thầy. Cái đồ của chị phải luôn. Bắt đầu rồi. Vậy thì tôi đã được. Qua nó đã xe rồi. Nó bị sai lỗ. Nó là tài nạn thôi. Hai cái rồi. Ok, ví dụ như giờ dậm 3 cái không ra sao? Dậm gì thử ra này, hay dụ dậm đây trước rồi coi nó chạy ra hay không. Okay. Sao
Nói gì đó, sợ đi. Okay. Ok. Đủ. Mình đã ngay chút cái tàn, mình nó không được á. Ok. Ok. Đậu má thì mẹ ơi. Má thì mẹ ơi. Hey, hey, hey.